Rồi chúng ta sẽ bấm phím M nhé. Mình sẽ hút một vài cái chất liệu mình đưa sang bên kia mình thử xem thế nào. Nếu mà bạn không muốn thì bạn xóa hết những cái này đi, bạn delete đi, bạn hút lại. Bạn hút lại, đây là chất liệu da này. Nếu mà bạn thấy nó giống ở trên này rồi thì thôi, mình không cần hút nữa. Và bạn muốn nữa thì bạn sửa, và thấy nó giống rồi thôi nhé. Còn không thì bạn tên là da 1 này, bạn đưa vào đây. Đó. Hút lại vật liệu vàng mờ này nha. Hút vào đây. Đó, vàng mờ bạn repair vào đây. Rồi bạn hút vật liệu thảm này. Phần liệu thảm thì bạn đặt tên đây là thảm này, bạn không đặt tên chúng ta có thể nguyên như này bạn kéo vào cũng được nha, tốt nhất bạn đặt tên thì tí nữa mình làm nó dễ. Phần liệu thảm này rồi bạn liệu rèm trong, mình hút cái rèm trong này. Đây chắc ăn hút lại. Cái này nó có hai chất liệu đi theo đấy. Cái này chính là cái vải rèm bình thường nhé. Bạn đặt tên cho mình đây là cái vải rèm bình thường thôi. Đây là vải rèm này. Tiếp theo bạn hút cái vải von. Mình nghĩ đây là vải von chứ không phải vải rèm. Đúng rồi, đây là vải đổi tên lại nhé. Rename của nó đây chính là vải von. Và hút tiếp theo đây là cái vải rèm. Vải rèm này khoai khoai rồi đấy. Đây mình là vải von. Rồi. Vải von này. Còn cái này là vải rèm nhé. Dưới cái sàn đây nó là sàn sàn đá, rồi mình sẽ tí mình hút đây, chọn sàn đá này nhá, và cũng mà sàn đá này nó sẽ có nhiều kiểu đá đấy, nhưng mà mình cứ hút đi. Đây sàn đá đây rồi, đây chính là đá nhé. Anh quy đây nhé. Cái này nó chung nhau là không vấn đề gì. Đây chính là đá này. Đây là đá sàn nhé. Rồi, sơ sơ như thế mình lấy bằng này cái thôi, còn các cái khác mình sẽ không lấy nữa. Chỉ đổi bằng này chất liệu thôi. Sau khi mình làm xong á, thì mình sẽ kéo cái bao cục vật liệu này vào. Sau đó chúng ta bấm save. Chúng viết 1 nhé. Sau đó chúng ta tạo sang công trình mới. File open này. Rồi chúng ta sẽ bấm phím M này nhé. Ở đây cái sàn này là sàn gỗ, bây giờ mình muốn thay cái sàn đá. Mình kéo móc đá này. Đá sàn này này. Sau đó mình chọn vào đây này. Được chưa? Kích đúp vào đây này. Bao giờ nó nổi lên dấu chấm này là đúng rồi. Chuột phải, Auto Select. Hoặc là kích vào đây. Bạn quen là kích ở đây thì kích vào đây. Bây giờ nó đổi từ sàn gỗ sang sàn đá rồi đấy.
Tiếp theo mình muốn cái vải này ở đây, không biết cái vải nó như thế nào. Đây là group powder đây. Đây chúng ta sẽ có hai chất liệu vải rèm đúng không? Hai tất cả đi. Chọn cả bên này nhỉ, anh quy. Đó, bấm phím M này. Mình sẽ kéo ra vải von, vải rèm. À, vải rèm này, con này là vải von này, vải von nhé, vải von thôi, kéo ra đây không được, à, tôi sẽ lách đi, còn vải này vải rèm, cái này nó đang bị ẩn rút nữa. Như này thì bạn có thể bấm nút lúc này này, bạn sắp xếp này. Thì cái nào nhiều cấp nó nằm ở bên trên, cái nào ít cấp nó nằm bên dưới. Cái nào nhiều cấp nằm bên trên, ít cấp ở bên dưới. Đây mình chưa kéo vải kia. Vải rèm này. Kích đúc vào vải rèm, trượt phải hát tôi sẽ lấy. Ăn hai tất cả này. Chưa? Đó. Rồi cái ghế này đang là vải chất liệu vải này. Rồi mình đổi hoàn toàn cái ghế này thành ghế da nhé. Rút vào phần. Tất nhiên ghế da thì UV map nó sẽ phải khác. Đôi khi có những trường hợp thì UV nó sẽ khác. Đấy, và phím mà kéo vải ra này. Kích đốt vào này. Auto select. Nếu kéo ra thì nó nhiều ô thì sợ kéo nó không được. Thì ra màu vàng nó kích đốt vào đây này. Auto select. Hiện tại là nó chưa ra tại vì nó đang mất tích chờ. Mất tích chờ hoặc là chưa sâu. Sâu hay không thì từ từ nó phải xem cái phần này nữa. Đây đang sâu đây rồi không sợ. Chỗ nào có màu đỏ là đang sâu đấy. Và C nhỉ. Đá sàn. Thảm nữa đúng không? Còn hai tất cả này. Đang là cái thảm này. Kéo thêm cái vải. Vải thảm này. Kích đúc vào đây. Kéo vào đây. À. Sau đó chúng ta bấm rename bitmap. Chúng ta nút một lâu này, tìm đến nơi chúng ta chứa cái file đó, họ ép đi view rồi, ok, rename rồi, đó, ở đây thì nó lên chất liệu rồi đấy, nó phím M đi nhá, cũng không có vấn đề gì, sắp xếp vào đây, cái này thì mình phải đoán đoán. Lưu ý mình kéo thêm một cái con lego lách đây nó đây này. Mà mình thử lên thử lại cái góc này. Trước khi ren thì mình lại phải đặt lại ánh sáng một tí mình sẽ đặt lại sau. Stop lại. Tinh của năng rất là cao. Và khi vào một công trình của người khác ấy, mình sẽ không biết được người ta đặt chiếc tinh như nào. Mình sẽ reset chiếc tinh ở đi nha. Và render này. Và bấm chức năng render setup. Trong phần này thì mình sẽ để cái khổ ảnh nhỏ thôi. 648 là được đó. Sau đó chúng ta vào chọn Scanline và Vlanex trở lại. Cái bước chuyển về Scanline và chuyển lại Vlanex này chính là cái bước reset chiến tinh. Đơn giản như thế thôi. Là reset không lấy cái chiến tinh của người khác. Tất nhiên là vẫn còn một số cái nó check nhưng mà đa phần 90% nó bỏ hết rồi.
không còn đâu. Một số cái đôi khi còn ở NML này vẫn còn. Đó. Thì chúng ta sẽ dò lại một chút xíu thôi. Trong phần cái bảng này thì mình sẽ bấm chuột phải vào đây và chúng ta sẽ bấm vào nút Asset Handler này. Cái nút này thì là cái nút chúng ta sẽ mặc định lần sau mà phải khởi động là Body Mask, nó chính là vừa index này, phải chưa? Áp động dụng vào nó cái lệnh này. Đó, sang phần Array này. Trong phần Array này thì chúng ta sẽ xuất hiện cái nút Default đầu tiên này. Chúng ta nên kích vào đây chuột phải nhé, chọn chức năng Switch On To Express, mở cái bảng để rộng hết các thông số này. Để nó có những chức năng con là nó nổi hết lên thì chúng ta quan sát nó rõ hơn. Thì trong phần render ở đây ấy, thì chúng ta thấy là họ đang render chức năng kiểu cấp tiến. À, thì mình muốn render chức năng render theo kiểu bokeh, chọn nó bokeh. Và phần UI bên này thì họ để put default render khá lâu, mình chọn lại là render map. Này chỉ cần mỗi như thế thôi. À, sau đó tí mình dùng cái setting của mình. À, tắt cái này đi. Bây giờ chúng ta sử dụng cách sử dụng cái tool VNBoogie như thế nào. Chúng ta kích chuột vào Grid, Geometry, sổ vào đây, chọn VNBoogie. Bật cái bảng này lên. Chỉ khi dùng setting của nó bật lên thôi, để nó khỏi vướng cái màn hình. Lần nào cũng như thế, chúng ta phải bấm vào biểu tượng dấu cộng này. Extend, Script, tìm cái con báo. Và mình sẽ chọn một cái setting, ví dụ render nhanh, chất lượng tốt, và để cho mình khoảng 10%, lượng render test thì 10%, sau đó bấm render. Đó, file ra màu đỏ này đây này. Đó, rồi bây giờ là vấn đề là mình mới vừa nãy mới đặt một vài cái chất liệu lại thôi đúng không? Bây giờ mình muốn xóa đi, mình sẽ đặt lại ánh sáng. Mình đang nghi ngờ cái chất liệu này không phải là vải rèm rồi, mà đang là chất liệu đá hay là chất liệu gì ấy, chứ không phải chất liệu không phải chất liệu ấy đâu. Không phải chất liệu thảm rồi. Thì cái khổ như này thì cái render như này nó có mất mấy phút, 1 phút, 2 phút này. Phát hiện là sai rồi đấy. Được chưa? Thì setting thấp thì không thể nói là hết noise được. Cái gì nó cũng cái giá của nó. Đấy, mình mất cái bức hình này lại khoảng tầm 1 phút. Bây giờ mình vẫn thấy mờ hút lại. Ở đây thực ra nó chỉ là cái phần thông số bên dưới này thôi, còn đây là đường viền này. Đường viền là cái cục bên trên. Được chưa? Còn cái chất liệu hoa văn này nó chính là cái cục bên dưới này thôi. Thì là mình lưu mỗi cục bên dưới này nữa. Đây là hình như có rồi đấy. Thảm. Mình sẽ đưa vào sức chậm như vậy này. Sau đó chúng ta bấm save vào. Sang công trình bên cạnh này. Còn chúng ta chọn một vật liệu open với thư viện đi. Kéo lại cái map thẳng ở đây. Là cái chọn này thì bấm kích đúp vào đây, chuột phải auto select rồi. Cái phần UV hai cái này khác nhau, có thể nó sai thì cái này là UV, đôi khi phải UV nặng. Rồi thử render lại lần nữa tí cái vùng này xem thế nào nha. Thay vì chúng ta render cả bài, chúng ta sẽ khoanh một cái vùng để render lại. Mà cái này nó đang mất đường dẫn đấy, nó không phải chất liệu đá như vừa nãy rồi đấy. Sai này đều phải relink với map. Nếu các bạn không muốn relink, chúng ta có thể bấm phím M và chúng ta hút chạy trực tiếp nếu bạn biết trực tiếp đường dẫn nó ở đâu. Đây thì mình không biết đường dẫn ở đâu cả, mình relink thôi. Thường thường relink là bước cuối cùng trước khi render thì mình relink, nhưng không phải cứ cóp một cái vào lại relink, cóp một cái relink thì mất thời gian lắm nha.
Đấy, bạn nhìn như thế này thôi nhưng mà nó không phải đâu. Bạn nên đưa ra là nó kết quả nó khác đấy. Nó đang hiện review về bên dưới. Được chưa? Bạn biết nguyên nhân vì sao nó không lại như thế không? Đây này, cái map review mình đang là review cái bên dưới. Stop lại nhé. Mình nhìn như thế này nhưng bấm phím M đây này. Cái phần sâu của mình nên là đang sâu ở bên dưới này, chứ không phải sâu ở bên trên này. Nên là nó thấy tấm mỗi tấm này thôi. Nó chỉ cho phép mình nhìn được một vật liệu thôi. Dù bạn có bao nhiêu cục vật liệu nhưng mà chỉ nhìn được một cái texture thôi. Bạn muốn chọn đúng. Cái này thì thực ra đây nó sâu, cái này nó là do mình vừa cóp vào, cái này nó không sâu đâu. Thực ra là nó thực tế là nó không sâu đâu. Đó, mình chọn cái này sâu lại là nữa thì được. Để chắc ăn nữa thì chúng ta sẽ bấm vào phần tab render này và chúng ta tìm cho mình chức năng Llama nút setup này. Thì có thể một số phiên bản ở Trung Quốc nó sẽ tắt như thế này. Tắt cái này nó sẽ ảnh hưởng đến bức ảnh chúng ta render thì nó sáng và khi lưu bức ảnh lại nó tối. Thì nguyên nhân nó chính là do họ tắt. Thì để tình trạng nó không bị xảy ra thì các bạn phải kiểm tra nút setup cho mình thêm một lần nữa là nó sẽ chắc chắn nó bật như thế này. Thì chúng ta render bức ảnh như nào thì lưu bức ảnh lại như thế. Thế đây chính là nguyên nhân bức ảnh chúng ta render bức ảnh sáng lưu lại thì nó tối hơn so với bức ảnh gốc. Nên mình thử bức ảnh này nếu mà để nguyên như này thì không sao nha. Giờ mình lưu lại bức ảnh này thì nó không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình lưu bức ảnh này thì không có vấn đề gì cả. Mình xếp bức ảnh này vào desktop. Nuôi PNG xem. Ok. Đó. Bức ảnh này vẫn sáng bình thường nha. Nhưng mà nếu mình cài đặt như này, nút setup, mình tắt đi xong mình bấm rank. Ok. Bạn để ý chữ ý một cái vùng tối này cho mình nhé. Bạn chỉ để ý một cái vùng đen đang render này thôi này. Sau đó mình stop lại, mình không đen nữa. Sau đó mình bấm save. Bức ảnh này là tên là 2. Có đuôi PNG. Save. Ok. Đấy, mình thì cái này thấy bức ảnh nó tối hơn bức ảnh trước rồi.